Nam mô tas. Hình như bị tắt cái loa âm ly. Alo, alo. 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 Alo, alo. Alo. Alo, alo, alo. Alo. Alo, 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 alo. Alo, chị xin nói như vậy quý vị nghe được không? Cái này nghe được không? Cái này đi chỉnh lại. Và hôm nãy là chỉnh cái... ai chỉnh?
giờ thì to quá, nhỏ xuống. Alo. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu tánh trí chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, trên đường sư đi đến đây thì sư có suy nghĩ là tại sao mà quý vị tham gia cái khóa thiền này, quý vị mong chờ gì, quý vị mong mỏi điều gì khi mà quý vị tham gia cái khóa thiền này? Rõ ràng là nó phải mong chờ một cái lợi ích gì đó, hay là mình chỉ đơn giản là mình đi theo phong trào. Mà sư nghĩ là nếu như theo phong trào thì có nhiều phong trào nó vui hơn nhiều so với việc là mình hít thở. Tại vì ấy, cái nhìn của các sư về tứ niệm xứ nó không giống như cái nhìn của quý vị về tứ niệm xứ. Biết tại sao? Tại vì ở trong kinh Tạng thì Đức Phật dạy việc thực hành tứ niệm xứ nhằm đi đến sự đoạn tận khổ ưu, chấm dứt sầu bi, đạt đến thắng trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ. Rõ ràng đối với các vị tỷ kheo, việc thực hành tứ niệm xứ là con đường đưa đến sự chấm dứt hoàn toàn khổ. Đó là con đường hướng đến của tất cả các vị tỷ kheo. Hoặc nói một cách khác là đối với các nhà sư, việc giác ngộ giải thoát là con đường đi đến hiển nhiên. Còn con đường mà sanh thiên, con đường mà đi về cõi người, cõi trời, thì đây là một con đường đáng xấu hổ. Tức là một vị sư tu hành mà hướng đến cái quả báo nhân thiên là một điều đáng xấu hổ. Như là ở trong Tương Ưng Thiên thì có nhắc đến một vị sư, vị này thực hành thiền một cách rất là miên mật. Ban đêm thì vị ấy vẫn tiếp tục đi thiền.
Và khi đi thiền như vậy đó, do cái việc hành nó miên mật thì trong kinh mô tả thì nói như kiểu chúng ta bây giờ là tự nhiên là vị đó bị đột quỵ. Và khi bị đột quỵ như vậy đó là vị ấy sanh thiên về cõi trời. Nó giống như là một người tỉnh dậy và thấy mình ở một cái thế giới khác vậy. Và khi vị này tỉnh dậy thì thấy là mình đang ngồi. Nó giống như quý vị đang nằm mơ thôi. Thì trong giấc mơ thì quý vị mình cũng không có ý thức gì được nhiều. Vẫn tin tất cả mọi thứ nó là thật. Nhưng mà vị này thì không có mơ. Thì vị này đang ngồi và thấy xung quanh là toàn là những cô tiên nữ. Thì vị này mới nghĩ là chắc có lẽ ngày hôm nay thí chủ tới cúng dường buổi sớm. Vì đó vẫn tưởng mình là vị tỳ kheo. Và khi các cô tu nữ, các cô tiên nữ nhào vào vị này để chúc mừng thì vị này thấy là sao mấy cái cô Phật tử hôm nay sao mà mấy cổ bạo dạn quá, và thấy là cái giới hạnh của mình bị nguy hiểm tại mấy cô cũng nhào vô mình. Vị này mới tránh ra và vị này mới la lên. Thì các cô tiên nữ mới nói là chàng ơi, chàng sanh thiên rồi, chàng là vị thiên tử, chàng không còn đồng sư đâu, giờ chàng hãy vui vẻ tụi em đi. Thì các cô mới đem cái tấm gương, một cái tấm gương lớn để trước mặt vị sư. Và lúc bây giờ vị này mới biết là mình đã sanh thiên rồi. Và bây giờ mình là hình tướng của một vị trời chứ không còn hình tướng của bổn sư. Và xin thưa với quý vị, cái giới hạnh của vị sư nó chỉ tồn tại khi vị đó còn ở cõi người. Còn khi mà vị đó sanh thiên rồi đi về cõi trời là cái giới hạnh tỷ kheo nó không còn nữa. Nó chỉ giới hạn trong kiếp người đó thôi. Cho nên là vị này sửng sốt và thấy là mình đã sanh thiên rồi, mình không còn ông sư nữa. Thì cái tâm lý của một người mà không còn là vị sư nữa, nó giống như là một người bị mất chỗ dựa, giống như một người là bị mất đi sự bảo hộ, sự bảo vệ. Thì vị này có mới thấy rằng mình giống như là một người chiến sĩ, một cái người đấu sĩ đi lên võ đài để thắng một cái huy chương vàng, nhưng mà rốt cuộc lại được nhận về một cái củ cải. Thì vị này thấy rất là buồn, rất là xấu hổ, tại vì mình hướng đến sự giải thoát giác ngộ mà rốt cuộc lại nhận cái quả sanh thiên. Thì vị này mới quay trở lại và thưa với Đức Thế Tôn là làm sao mà con có thể tránh được những cái đội quân của Ma Vương, tức là cái sự hấp dẫn và những cái ái dục, làm sao để con thoát được điều đó. Đức Thế Tôn nói hãy lấy Bát Chánh Đạo làm cỗ xe để đi đến sự chấm dứt sanh tử với chánh kiến dẫn đầu. Thì như vậy đó, vị sư, vị tỳ kheo bây giờ trở thành là vị trời rồi, hướng tâm đến con đường giải thoát giác ngộ, và sau đó vị đó chứng đắc đạo quả. Nhờ như vậy vị đó đạt được điều mong mỏi là sự giải thoát giác ngộ. Tại sao sư nói cái câu chuyện này? Đó là bởi vì đối với các nhà sư thì việc tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ là chuyện hiển nhiên, là chuyện đương nhiên.
Còn cái việc mà sanh thiên là cái chuyện đáng buồn. Mình tu làm sao mà mình không giải thoát được mà mình phải sanh thiên, đó là chuyện đáng buồn. Nhưng mà đó là trong giới hạn của các sư. Và đối với hàng cư sĩ thì cái chuyện giải thoát giác ngộ đối với quý vị là cái chuyện nó rất là xa vời. Trong tâm lý của rất nhiều người Phật tử thì cái chuyện giải thoát giác ngộ là chuyện rất xa vời. Và hầu hết đối với hàng cư sĩ thì họ chỉ mong muốn là tôi muốn có một cái đời sống nó tốt hơn. Làm sao đó để cho đời sống này của tôi được tốt hơn. Và nếu như có cái chuyện tái sanh đời sau kiếp khác thì tôi cũng sẽ có kiếp lai sanh tốt hơn. Nhưng mà trừ khi quý vị là những ông cụ bà lão thì quý vị mới đa phần nghĩ đến cái đời sống tiếp theo. Tại vì chúng ta đã bước một chân xuống với cái quan tài. Nhưng mà với những người trẻ thì cái chuyện nghĩ đến kiếp tiếp theo đó nó cũng xa xôi lắm. Đa phần là chúng ta suy nghĩ làm sao để chúng ta đạt được sự an lạc, sự hạnh phúc ngay trong hiện tại này. Thì nếu như vậy thì tại sao quý vị lại chọn con đường tứ niệm xứ? Bởi vì con đường tứ niệm xứ là con đường đi đến sự đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Con đường tứ niệm xứ là con đường độc đạo, là con đường trực chỉ đi thẳng đến giải thoát giác ngộ. Hình như là nó đi lạc phải không? Hay là quý vị đi lộn đường? Và sư có rất nhiều những cái suy tư ở trong đầu của sư. Bởi vì nếu như thực sự chúng ta muốn sự an lạc trong cái hiện tại này, nếu quý vị muốn mong cầu công đức, chúng ta sẽ có chương trình khác. Như sư nói ngày hôm qua, thực tế mà nói, cái đề mục thiền phù hợp nhất đối với hàng cư sĩ là đề mục rải tâm từ. Nó là đề mục phù hợp nhất. Bởi vì đối với hàng cư sĩ, quý vị còn cần tiếp xúc với rất nhiều người. Và khi quý vị rải tâm từ, dù cho quý vị đối diện với khách hàng hay là đối diện với bạn đồng nghiệp hay là đối diện với người trong gia đình, chúng ta xài tâm từ nó phù hợp hơn rất là nhiều. Và như vậy thì sư nghĩ đến một vấn đề nữa, đó là chắc có lẽ là do truyền thông. Tức là hầu hết là các sư đề cao cái phương pháp tu tập tứ niệm xứ. Không tin thì quý vị tìm ở trên mạng phương pháp tu thiền thì nó nhảy ra tứ niệm xứ là nhiều nhất. Chứ còn hiếm nơi nào mà tổ chức các cái thiền như là thiền tâm từ. Cái thứ hai nữa là cái tâm lý của chúng sanh thì họ giống như con khỉ, họ cứ nhảy tới nhảy lui. Họ không có thích là cái gì đó nó cố định ở yên một chỗ và nó đơn nhất. Cái việc thực hành tứ niệm xứ, chúng ta có nhiều chuyện để làm đó. Đối với thân, với thọ, với tâm, với pháp, chúng ta có nhiều chuyện để làm đó. Mà rải tâm từ thì cái kỹ thuật, nếu nói đơn thuần về kỹ thuật á, ngày hôm qua sư đã hướng dẫn xong rồi. Phần còn lại chỉ là thực hành thôi. Mà nếu như chúng ta tổ chức một cái khóa thiền tâm từ thì phải có cái chương trình gì nữa, chứ không thôi là quý vị chán chết. Tại vì nếu như chỉ đơn thuần 7 ngày mà quý vị rải tâm từ thì sư đảm bảo rất ít người có thể theo được hết 7 ngày.
Nó gần như là nó đơn nhất. Và tâm tánh chúng sanh họ không chịu nổi cái đó. Cái vấn đề là như vậy. Trong khi đó việc thực hành tứ niệm xứ nó đã được lên, sư tạm gọi là đã lên một cái hệ thống rồi. Thì đối với các sư thì chỉ việc là hướng dẫn việc thực hành tứ niệm xứ thì nó đơn giản hơn rất là nhiều so với việc nghiên cứu là một cái hệ thống mới, mặc dù hệ thống đó có vẻ nó tốt hơn. Thì như vậy sư lại đi đến một cái bước tiếp theo là sư suy nghĩ. Nếu nói như vậy thì việc thực hành tứ niệm xứ nó đem lại lợi ích gì đối với quý vị? Nó phải đem lại lợi ích chứ. Mặc dù đối với cá nhân sư thì sư thấy rằng hàng cư sĩ học tứ niệm xứ nó giống như là giết gà lấy dao mổ trâu. Nó hơi quá đối với quý vị. Thì như vậy, cái vấn đề của chúng ta đây là gì? Để chúng ta có thể sử dụng được, áp dụng được tứ niệm xứ, để tứ niệm xứ có thể giúp ích được cho đời sống của chúng ta. Và khi suy nghĩ như vậy thì sư thấy rằng đời sống cư sĩ là một đời sống đầy những hiểm nạn. Quả thật đời sống cư sĩ là một đời sống đầy những hiểm nạn. Quý vị sống bị chìm đắm trong những thứ thích và ghét. Để ý kỹ coi trong một ngày 24 giờ quý vị dành bao nhiêu thời gian để nghĩ về giới, về định, về tuệ, về từ bi, hỷ, xả, kham, nhẫn, trí, tuệ, vân vân. Hầu như không có. Mà trong hầu hết thời gian của người cư sĩ, chúng ta sống đầy trong thích và ghét thôi. Biến thể thì nhiều lắm, nhưng mà gom gọn là chỉ có hai thứ thôi. Cái động cơ để chúng ta làm cái gì đó và không làm cái gì đó chỉ toàn là thích và ghét. Và cái chúng ta thích nó là tham, cái chúng ta ghét nó là sân. Cái thô thiển là vì những cái thích và ghét chúng ta phạm giới. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm khổ mình, làm khổ người. Mà cái tế hơn là vì cái thích và ghét bản thân nó đã làm chúng ta đau khổ rồi. Trong các khóa tu sư gặp không biết bao nhiêu trường hợp người ta vô chùa, người ta tu chỉ bởi vì người ta thương mà người ta khổ. Bởi vì tình cảm. Tôi thương người đó mà người đó không thương tôi cho nên tôi khổ. Tôi thương người đó cũng thương tôi mà hai chúng tôi gặp nhau như chó với mèo cho nên tôi khổ. Tôi thương người đó cũng thương tôi mà bây giờ tôi không ở được với người đó nữa cho nên tôi khổ. Phải nói là vì cái tình cảm là cái chuyện muôn hình vạn trạng. Mà vốn dĩ bản chất nó là khổ. Còn nhớ trong buổi thuyết pháp ngày hôm qua, sư kể bà Sức Bá Hoa Sa. Bà đau đẻ ngài Sivali tới như vậy mà tới hồi Đức Thế Tôn hỏi ngài thì bà nhìn ngài Sivali chạy lon ton dễ thương quá, bà nói con đẻ thêm 10 đứa nữa cũng được. Đức Thế Tôn ngài nói là do cái đắng nó bọc cái ngọt, do cái khổ nó bọc cái vui, mà cái vị ngọt bên ngoài nó mỏng lắm, nhưng nó đủ để đánh lừa chúng sanh, đủ để đánh bại những người không tinh tấn. Quý vị để ý coi cái người làm khổ quý vị nhiều nhất có phải là người quý vị thương nhất không? Mà chỉ vì một chút xíu cái ngọt đó mà chúng ta cam chịu cái khổ. Cái ngọt có chút xíu hả? Mà cái đắng nó quá trời quá đất nhưng mà chúng ta vẫn chịu khổ. Cái vấn đề là vậy. Chúng ta không ý thức được. Cho nên chúng sanh thì lầm lạc và sống đầy trong hiểm nạn.
Thô thì tạo các ác nghiệp thô, mà tế thì khổ trong các tâm bất thiện tế, tức là sống trong thương và ghét. Thì như vậy nó dẫn đến trường hợp là ở trong xã hội này cái tình trạng là bị trầm cảm nó rất là nhiều. Mà cái gọi là trầm cảm đó là gì? Là chúng ta sống quá lâu trong những tâm tình tiêu cực, buồn khổ, muốn vui mà vui không nổi, muốn thoát ra mà thoát không nổi, cứ bị đời sống nó kéo, nó lôi. Khi mới ra trường tìm việc làm thì đầy ắp những cái hoài bão, những kỳ vọng. Nhưng rồi khi mà đi làm rồi thì cái đời sống đi làm nó cứ sáng đi đến, rồi chiều đi về, rồi tăng ca, rồi riết rồi nó không còn là hoài bão nữa, mà nó chỉ đơn giản là đi làm là kiếm tiền. Cho nên chúng sanh quay quần trong cái vòng xoáy không thoát ra được. Thì người ta mới đi tìm những phương pháp để mong mỏi những cái phương pháp, tôi phải kiếm một cái cách gì đó để giúp đỡ cho tôi cái, để nó thoát khỏi cái vấn đề hiện tại tôi đang gặp này. Và trong rất nhiều cách đó, quý vị chọn tứ niệm xứ. Và sư đã thấy rất nhiều người đi đến với sư trình bày các vấn đề cá nhân. Như vậy đó, tứ niệm xứ làm gì được cho quý vị? Việc đầu tiên là việc thực hành tứ niệm xứ giúp củng cố tâm của quý vị. Rất nhiều người họ không ý thức được rằng khi mà quý vị chìm đắm trong cái đời sống cư sĩ tại gia, cơm gạo áo tiền, lo này lo kia, theo cái nhìn của nhà Phật thì đó là chúng ta chìm đắm trong dục, tức là chìm đắm trong cái thích và cái ghét, trong cái thương và cái không thương, chúng ta chìm ở trong đó. Mà khi tâm của chúng ta mà chìm trong các dục á, chúng ta yếu đuối dữ lắm. Muốn biết nó yếu cỡ nào thì hỏi những người si tình, tâm họ yếu lắm, chỉ cần một chút xíu thôi chịu không nổi. Thì khi chúng ta càng chìm nhiều vào trong các dục, tâm chúng ta càng yếu đuối. Mà khi tâm chúng ta càng yếu đuối thì chúng ta lại càng suy sụp. Các cái bệnh viện bây giờ thì họ cũng nhận thức được rằng việc điều trị cho bệnh nhân thì những sự ủng hộ về mặt tinh thần nó rất quan trọng đối với họ. Chỉ cần an ủi về mặt tinh thần thì cái căn bệnh của họ cũng giảm hơn rất là nhiều. Mà quý vị biết là nếu như thiên hạ chịu thực hành tâm từ thì chúng ta nói theo ngài mà ngài Ajahn Chah đó, ngài Mahasi chứ, xin lỗi, nói theo ngài Mahasi, thì nếu như thế giới thực hành tâm từ thì 80% căn bệnh đã có thể giải quyết rồi. Và chúng ta chỉ cần tốn 20% nhân lực cho cái nền y tế hiện đại thôi. Bởi vì trong hầu hết các bệnh của chúng ta do tâm mà ra, do chúng ta căng thẳng mà căn bệnh nó phát triển. Cho nên sư mới nói, khi chúng ta chìm đắm trong các dục, tâm chúng ta trở nên yếu đuối. Mà khi tâm trở nên yếu đuối thì nó muốn thoát nó thoát không được, nó chỉ toàn suy nghĩ những tâm tình tiêu cực. Nhưng may mắn là chúng ta tìm cái lối thoát, và quý vị tìm đến tứ niệm xứ.
Việc thực hành tứ niệm xứ giúp cho tâm chúng ta trở nên cứng cỏi, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cái vấn đề tiếp theo lại đến, đó là mạnh mẽ hơn để làm cái gì? Cái vấn đề đối với rất nhiều người thì nó chỉ đơn giản mạnh mẽ hơn để tôi tiếp tục tôi nhào vào cái đời sống thế tục. Nó cũng giống như là một cái người mà ăn chơi, chơi bời trác tán, sức khỏe suy kiệt thì mới tìm đến dưỡng để cho nó bồi bổ thận hư, khí hư, huyết hư các thứ, kiếm cái chỗ bồi bổ tập thể dục cho nó khỏe. Hỏi khỏe để làm cái gì? Để tôi đi chơi tiếp. Hoặc như một cái anh mà ảnh phá sản vì bài bạc, thì ảnh mới bắt đầu là ảnh chí thú anh làm ăn, ảnh cố anh làm ăn, ảnh cố anh để anh kiếm tiền. Người ta hỏi ảnh, anh kiếm tiền để làm cái gì? Có phải là do bài bạc mà anh phá sản, anh bây giờ anh tỉnh ngộ anh kiếm tiền hay không? Thì anh này chỉ đơn giản nói tôi kiếm tiền để tôi đánh bài tiếp. Thì cái người như vậy quý vị nghĩ là còn cứu nổi không? Chắc hết cứu rồi. Và đối với nhiều người cư sĩ trong con mắt của sư, nó cũng y chang vậy, nó hết cứu rồi. Tức là quý vị đi đến, tìm đến với tứ niệm xứ nhằm mục đích là giúp cho tâm của mình nó được mạnh mẽ hơn. Nhưng mà rốt cuộc thì sau khóa thiền quý vị lại tiếp tục quay trở lại đời sống thế tục, và quý vị cứ ăn chơi xả láng tiếp. Thì đối với con mắt của các sư thì quý vị giống như hết cứu rồi. Cho nên cái trách nhiệm của các sư là bên cạnh việc hướng dẫn tứ niệm xứ cho quý vị, còn phải đánh cho tỉnh, nói cho quý vị tỉnh. Tỉnh để chi? Để nhìn thấy các vấn đề của mình. Tỉnh để giải quyết các vấn đề của mình. Cái việc mà chúng ta tăng trưởng cái tâm, nó chỉ là một phần. Nhưng mà chúng ta còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Các vấn đề cần phải giải quyết đó là gì? Là chúng ta ý thức được, thứ nhất, ái là nhân sanh khổ. Sư nói thì có vẻ nó rất là nhẹ nhàng, quý vị nghe thì thấy cũng có lý, nhưng mà đối với rất nhiều người xài không được. Tại sao vậy? Tại vì bệnh nặng lắm rồi, trầm kha rồi. Giống như nói với một người si tình, cái con người này làm cho quý vị khổ, bỏ nó đi là hết khổ. Bỏ đâu có được, bỏ được nói chi nữa. Tương tự như vậy, sư nói thẳng, ái là nhân sanh khổ, thì đó là cái gốc rễ của vấn đề, gốc rễ của tất cả các đau khổ chúng ta đang phải chịu. Mà kêu quý vị bỏ, quý vị không bỏ. Thành ra đó, đôi khi sư nó có cái khó. Khó là khó làm sao? Khó là làm sao để cho quý vị bớt khổ mà quý vị không chịu bỏ ái. Thiên hạ họ thích chơi ngược đời vậy đó, thích làm khó nhau. Giống như bác sĩ chữa bệnh tiểu đường, thì người bệnh nói bác sĩ làm sao mà cho tôi, coi như là cái đường của tôi nó được kiểm soát, nhưng mà tôi thích ăn bánh ngọt, phải là bác sĩ làm sao đó mà mỗi một ngày tôi phải ăn một cái bánh ngọt tôi mới vừa cái nư của tôi. Nhưng mà bác sĩ phải đảm bảo cái lượng đường của tôi nó ok, nó ổn định. Thì theo quý vị bác sĩ làm cái gì? Thôi dẹp đi về đi. Chứ giờ bác sĩ mà kêu cứu sao nổi cái hạng người đó. Quý vị đi đến với sư cũng vậy. Đôi khi là sư cảm thấy rất là khó. Nó khó ở chỗ là các cái vấn đề của quý vị nó chỉ đơn giản bỏ ái là hết khổ.
Mà bây giờ quý vị ra điều kiện với sư, sư phải làm sao đó cho con không bỏ ái mà con vẫn hết khổ. Thì bây giờ phải làm sao bây giờ? Thì sư phải đi cái đường công cứu quốc. À, đi cái đường công cứu quốc. Tức là sao? Hướng dẫn thiền cho quý vị thì vẫn phải hướng dẫn. Tại nếu như tâm của quý vị mà không cứng cỏi thì về đời, đời nó quật cho sao chịu nổi. Thôi thì bây giờ ít nhiều thì cũng ráng giúp cho tâm quý vị nó cứng hơn để về đời nó đánh cho nó sức khả năng chịu đựng nó được bền hơn tí nữa. Nhưng ít nhất là vẫn phải làm. Chúng ta biết là việc rèn luyện tâm đối với hàng cư sĩ bằng việc hành thiền tứ niệm xứ, mà về đời thì đa phần thì quý vị sẽ bị cuốn lôi theo. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Cho quý vị tu thì vẫn phải cho quý vị tu. Bởi vì nếu không chữa cho quý vị, nếu như mà không giúp cho tâm quý vị mạnh mẽ hơn, thì cái lòng không có yên. Tức là người ta đến với mình để mong mình giúp đỡ thì mình phải có trách nhiệm mình giúp. Còn giúp xong rồi về nó nhào vô các cái dục tiếp, nó khổ tiếp, đó là chuyện của nó, chứ biết sao giờ đó. Nhưng mà thông qua cái khóa thiền này, bên cạnh việc giúp cho tâm của quý vị được mạnh mẽ hơn, thì sư còn ráng làm sao đó để chỉ cho quý vị thấy các cái vấn đề của mình, để sửa, để thay đổi, để giúp cho đời sống tại gia của mình được tốt hơn. Bây giờ nói đến cái chuyện ái là nhân sanh khổ, bây giờ không muốn bỏ ái làm sao hết khổ, bớt khổ, thì chúng ta có những cách nào? À, có một cách rất là tuyệt diệu, đó là thường chúng ta khổ vì chúng ta thương một người. Chúng ta khổ vì tim, trong tim của chúng ta chỉ có một người thôi, cho nên chúng ta khổ. Nhưng khi trong tim của chúng ta chứa vô số chúng sanh, chúng ta hết khổ. Đó là khi chúng ta chịu mở lòng của chúng ta ra, chúng ta thực hành rải tâm từ. Khi chúng ta sống trong từ tâm, lòng của chúng ta chứa được muôn thiên hạ là chúng ta hết khổ. Chúng ta sống thương một người nào đó, chúng ta muốn họ như ý của mình. Giờ này họ đang làm gì? Họ ăn cơm chưa? Họ tắm rửa chưa? Họ thay đồ chưa? Họ có khỏe không? Họ có vấn đề gì hay không? Lắp 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 lắp. Cho nên mình khổ. Nhưng mà khi chúng ta chịu mở lòng mình ra bằng cách tu tập tâm từ, thì trong tâm của chúng ta chứa được muôn phương thiên hạ. Khi đó chúng ta thoát. Đơn giản thế thôi. Thì cái ái nó là một vấn đề. Thì có nhiều cách. Một trong số đó là chúng ta mở rộng cái tâm của mình ra. Chính vì như vậy cho nên là ngày hôm qua sư mới hướng dẫn quý vị thực hành tâm từ. Nó giúp quý vị rất là nhiều. Lại thêm một vấn đề nữa. Khi mà nói đến cái căn bản của vấn đề là ái, thì sư lại nhắc quý vị thêm một cái câu chuyện. Đó là chúng ta đôi khi phải xét lại là chúng ta đi đến với nhau là vì chúng ta thương nhau, hay là chúng ta đi đến với nhau là vì chúng ta thù nhau. Đôi khi chúng ta phải hỏi lại. Sư có lúc mà sư ở chùa Nam Tông thì ở trong chùa có hai chú. Thì hai chú này đó, thì bị khờ khờ mà. Thì cũng như chó với mèo. Tức là cái hồi mà điên lên là xách chổi mà rượt nha, mà quánh lộn. Mà lâu lâu thì cũng mua nước cho nhau uống, mua xì tinh, mua cà phê chú này, mua cho chú kia uống.
mà mua thì mua, mà quánh thì quánh. Hai chú, hai anh thằng ông, hai anh rực rỡ đằng. Quý vị biết sư nhìn hai con người đó, sư suy nghĩ, giả sử như mà trong dòng sinh tử luân hồi, một trong hai chú này mà bị đổi giới tính, nó lấy nhau cũng không phải chuyện lạ đâu. Mà nó lấy nhau về thì cũng quánh nhau như chó với mèo. Thương thì thương, mà quánh thì cứ quánh đi. Mà cái chuyện đó không, nếu xảy ra cũng không phải là chuyện lạ. Bởi vì trong dòng sinh tử luân hồi, cái chuyện đó là chuyện xảy ra hết sức bình thường. Mà báo cho biết là, đặc biệt là các anh mày râu, được làm đàn ông thì rất là khó, mà mất cái thân đàn ông thì rất là dễ. Một khi chúng ta chìm đắm trong các dục là chúng ta sẽ mất cái thân đàn ông, mất thân nam. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, một khi chúng ta phạm cái giới tà dâm là chúng ta mất thân nam. Mất thân nam rất là dễ. Mà tự nhiên cái sư suy nghĩ, nếu như mà mình mất cái thân này rồi, qua đời sau kiếp khác, tự nhiên cái do cái nghiệp của mình, tự nhiên mình thích một thằng, mà lỡ cái thằng đó là nó lông lá rồi nó hôi nách nữa, chắc đi đầu thai sớm. Thiệt, đi đầu thai sớm nó sướng nữa. Nhưng cái vấn đề là hỏi các cô ở đây, có ai mà đang thương một cái anh chàng giống vậy không? Hoặc lấy một anh chàng giống vậy không? Rồi sư nói, nếu như mà lỡ mà hồi xưa mình từng là đàn ông rồi, bây giờ tính làm sao? Thấy nó khủng khiếp, dòng sinh tử luôn rồi. Đó là chưa kể có những kiếp mà chúng ta gặp những cái gọi là kẻ thù của nhau. Chúng ta ghét nhau, nhưng mà chúng ta trả thù nhau bằng cách chúng ta thương nhau, chúng ta lấy nhau để chúng ta làm khổ nhau. Nhưng mà chúng sanh họ không biết điều đó. Do cái nghiệp cho nên là họ gặp nhau là thu hút. Kẻ thù nhìn nhau là nóng mặt mà, nhưng mà họ tưởng cái nóng mặt đó là yêu, thành ra họ cưới nhau về rồi họ làm khổ nhau. Cái đời sống sanh tử nó là như vậy đó. Có rất nhiều trường hợp quý vị thấy không đó, lấy nhau về khổ, khổ muốn chết luôn. Nhưng mà kẻ thù của nhau không thể nào tha nhau được, cho nên chúng nó cứ ở với nhau để nó tiếp tục làm khổ nhau tiếp. Mà khi chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta biết sợ, vẫn là biết sợ cái dòng sanh tử luân hồi. Đó là chưa kể trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta cứ diễn đi diễn lại những cảnh đó hoài. Nàng Bách Tách Cha Ra đó, nàng khóc vì mất chồng, khóc vì mất con, khóc vì mất cha, khóc vì mất mẹ. Nàng khóc rất là nhiều và nàng gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói với nàng là, con à, cái nước mắt mà con đã khóc nó nhiều hơn nước trong bốn biển, bây giờ con vẫn khóc tiếp nữa hay sao? Và khi đó nàng tỉnh ngộ và nàng đi xuất gia. Còn quý vị trong cuộc đời của quý vị đã bao nhiêu lần chan cơm với nước mắt rồi? Đã bao nhiêu lần quý vị khóc vì những cái việc đau khổ rồi mà vẫn không tỉnh ngộ? Nước mắt chúng ta đổ nó nhiều hơn nước trong bốn đại dương khi chúng ta sanh tử luân hồi. Đời này mình khóc, đời sau khóc nữa. Sư xin thưa là cái chuyện mà quý vị đang khóc than cho cuộc đời, nghĩ lại cuộc đời của mình đã từng khóc bao nhiêu trận rồi. Quý vị có dám đời sau mình tiếp tục khóc giống vậy nữa không? Nhưng mà chúng sanh vô minh cho nên là họ vẫn tiếp tục, họ khóc tiếp. Họ không biết được điều đó, không ý thức được điều đó. Mà nếu như chúng ta ý thức được điều đó thì chúng ta phải đi trên con đường hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Mà con đường đó là con đường tứ niệm xứ. Chính vì như vậy đó, mặc dù
đối với rất nhiều người họ không ý thức được là họ đang khổ, họ không ý thức được là họ vẫn tiếp tục chui đầu vào trong cái khổ, nhưng các sư vẫn tiếp tục hướng dẫn tứ niệm xứ cho quý vị để làm chi? Với lòng mong mỏi là cứ thực hành đi, không chứng được đời này cũng gieo duyên giác ngộ cho đời sau. Trong một tích tắc, một cái sát na nào đó, quý vị thấy được cái khổ, quý vị chán sợ cái nhân sanh tử luân hồi, thì cũng nhờ cái phước thực hành tứ niệm xứ này mà trong một kiếp xa xôi nào đó, quý vị tiếp tục tu tiếp để đi đến sự giác ngộ giải thoát. Xin thưa, đâu phải đơn giản mà nàng Bách Tá Cha Ra, nàng nghe Đức Thế Tôn nói như thế mà nàng có thể tỉnh ngộ, nàng đi xuất gia rồi sau đó chứng đắc đạo quả A-la-hán đâu. Không phải ngẫu nhiên, mà trong những kiếp quá khứ, trong thời Đức Phật quá khứ, nàng đã từng nghe cái chuyện tương tự rồi. Nàng đã từng nghe rồi, và bản thân nàng đã cũng từng trải qua rồi. Cho nên bây giờ khi mà nàng nghe nhắc lại, thì cái phước năm xưa nó trổ và nàng tỉnh ngộ, nàng đi tu. Nếu chúng ta không nhờ cái sự huân tập, việc tu tập giải thoát giác ngộ này, thì làm sao chúng ta có thể giác ngộ được? Cho nên đó mới gọi là ba la mật. Mặc dù đúng là quý vị bây giờ vẫn còn rất là ham chơi, còn thích vui chơi trong dòng sanh tử, nhưng ít nhất khi quý vị tham gia các cái khóa thiền tứ niệm xứ với sự cố ý hướng dẫn của các sư một cách có chủ đích, thì trong một tích tắc nào đó chúng ta cũng có lòng chán sợ sự sanh tử luân hồi. Và như vậy việc thực hành của chúng ta đó, nó mới trở thành ba la mật. Từ khi đó nó mới có chuyện là chúng ta bố thí hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Thì nhờ như vậy cái bố thí của chúng ta nó trở thành bố thí ba la mật. Chúng ta giữ giới vì mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ, hướng đến việc chấm dứt cái khổ trong sanh tử luân hồi, thì nhờ như vậy cái giới của chúng ta nó trở thành cái giới ba la mật. Nhờ như vậy chúng ta tu thiền phát triển trí tuệ quán để thấy được khổ, nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, thấy được tam tướng, thì nhờ như vậy chúng ta gieo được cái trí tuệ ba la mật. Cho nên đó là lý do mà các sư vẫn tiếp tục mở những cái chương trình hướng dẫn tứ niệm xứ đến cho quý vị. Với lòng mong mỏi thôi. Mong mỏi những cái đứa nhỏ ham chơi này nó cứ gieo duyên. Rồi không đời này thì cũng đời sau, nó có cơ hội đi đến sự giải thoát. Huống chi trong đây có bao nhiêu nàng Bách Tá Cha Ra, có bao nhiêu nàng đang rất là đau khổ, và biết đâu trong và sau những khóa tu đó chúng ta lại có những con người xuất gia. Và đó là những con người bắt đầu bước chân lên con đường giải thoát giác ngộ và đi đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Chính vì những sự lợi ích như thế mà các sư vẫn tiếp tục mở các lớp thiền. Mặc dù các sư biết rất là rõ quý vị ham chơi, muốn tổ chức một cái chương trình lên một chương trình nào đó để cho quý vị thỏa cái ham chơi đó, thì vẫn được chứ không phải không. Nhưng mà các sư vẫn cố làm sao đó để hướng quý vị gieo duyên đi đến sự chấm dứt khổ. Đó là mục đích của một ông sư. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn dạy một vị để được gọi là một vị pháp sư nó không đơn giản đâu. Một vị pháp sư ngoài việc phải nói đúng lời dạy của Đức Phật, vị đó còn phải bằng cách này hay cách khác làm sao cho người nghe thấy được sự chán sợ của dòng sanh tử luân hồi. Vị pháp sư phải bằng cách này hay cách khác để trình bày con đường giải thoát đến cho người nghe.
Vì giảng sư phải làm cách này hay cách khác để cho người nghe họ chịu thực hành con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới gọi đó là người pháp sư. Chứ không phải sư leo lên trên đây, sư ngồi, sư kể chuyện cười cho quý vị, sư thành pháp sư đâu. Không phải sư leo lên trên đây, sư ca hát nhảy múa cho quý vị mà sư thành pháp sư đâu. Đó là cái trách nhiệm mà Đức Thế Tôn truyền trao. Thế cho nên trên con đường đi xuống đây thì sư vẫn còn mơ hồ lắm. Sư mơ hồ là rốt cuộc tại sao mình lại phải tổ chức khóa thiền tứ điểm xứ như thế này đến cho quý vị. Mà khi lên trên đây rồi, leo lên trên đây ngồi rồi, khi phân tích thì trong quá trình phân tích đó sư tìm được câu trả lời. Đó chính là mặc dù chúng ta ham chơi, nhưng cái trách nhiệm của một vị sứ giả Như Lai, sứ giả của Đức Thế Tôn, là phải giúp cho những người đi đến với mình ý thức được là họ đang sống trong một thế giới đau khổ và họ có một con đường để chấm dứt khổ. Đạo Phật không phải là một đạo bi quan, mà đạo Phật là một đạo để thấy được sự thật. Và điều mà Đức Thế Tôn giao lại cho các sư đó là phải trình bày, phải giúp cho hàng cư sĩ, những người đi đến với mình, họ có sự thực hành để chấm dứt hoàn toàn khổ. Có thể việc giác ngộ giải thoát với quý vị là những việc rất là cao xa, rất là cao siêu, bây giờ chưa nghĩ tới. Nhưng sự chấm dứt khổ là cái ai cũng mong muốn. Ai cũng muốn hết khổ. Thì các sư phải là người đứng ra hướng dẫn quý vị con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Và đó là ý nghĩa của bài pháp ngày hôm nay. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.